Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần còn lại của cái bài dịch vụ NFS Server. Thì ở phần trên thì video trước thì các bạn thấy là mình đã cài đặt xong một cái NFS Server. Thì hiện tại trong cái bài lab của mình á, thì cái máy chủ đóng vai trò là NFS Server của mình á, đang có cái địa chỉ IP ha, là 192.168.255.150. Trước khi tiếp tục bài lab ha, mình sẽ kiểm tra lại một số cái dịch vụ. Rồi, đầu tiên mình sẽ khởi động lại cái dịch vụ NFS trước. Rồi, bây giờ mình qua bên cái máy client. Ở cái máy NFS client này á, thì các bạn cũng sẽ phải làm cái thao tác là cài đặt cái chương trình NFS Utility để mà các bạn kết nối vào trong cái môi trường server của mình. Thì cái máy server của mình đang có IP là 192.168.255.150, và cái máy client của mình á, thì mình đang để nó là 192.168.255.128. Thì để cho bài lab mình dễ dàng thì bạn thấy là hai cái máy mình đây là đơn giản là các bạn đã đặt chung được mạng ha. Rồi mình sẽ cài cái chương trình này vào. Sẵn thì cái chương trình này nó đã được cài đặt sẵn ở trong cái máy SignalFx rồi, cho nên các bạn không cần phải quan tâm lắm mà về các cái bước cài đặt chỗ này. Phải mô tả cho cái máy của mình biết á, là NFS client của mình ở đây á, nó sẽ kết nối với cái domain nào, thì mình sẽ vi vô cái file etc id map này. Trong bài lab của mình ở đây á, thì mình ghi với cái thông số domain ha, là vivo.lab, thì các bạn phải chỉnh cái dòng domain này lại ha, với cái tên theo 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 cái domain ha, theo cái domain mà các bạn làm ở trong cái bài của mình. Rồi sau đó các bạn save lại. Các bạn sẽ khởi động các cái dịch vụ liên quan tới NFS. Đầu tiên là RBC Pi nè. RBC ID Map mà, nếu như các bạn đổi cái thông số domain đó, thì cái dịch vụ này nó sẽ tác động nè. Rồi, dịch vụ NFS Lock mà. Dịch vụ Network File System. Sau đó thì mình sẽ cho các cái dịch vụ này của mình đây nó start up chung với hệ thống ở level 2, 3, 5. Rồi, đến đây các bạn đã cấu hình xong cái dịch vụ NFS Client. Bây giờ mình sẽ thử cái thao tác là các bạn kết nối sang NFS Server. Thì trước khi mình làm á, thì mình sẽ tạo ra hai cái folder. Một cái folder á, thì mình sẽ sử dụng để kết nối vào cái bên trong là folder có quyền ghi, và một cái folder để dùng để cho các bạn kết nối vào bên trong folder nó chỉ có quyền đọc thôi. Trước khi đi tiếp thì chúng ta sẽ phải quay lại ta kiểm tra coi là các folder của mình á thì chính xác tên của nó là như thế nào ha, để mà mình thực hiện. Lúc này các bạn sẽ phải chuyển qua bên cái máy server của mình. Rồi, các bạn vi vào etc export. Thì các bạn thấy là bên cái máy của mình ở đây á, cái folder mà nó có quyền ghi á, thì nó sẽ tương ứng là folder data, tên là set data, và folder chỉ đọc thôi á, thì bạn thấy mình ghi là set read only ha. Tương tự mình sẽ đi qua bên cái máy client của mình này, mình sẽ thử nha, tạo một folder tên là data. Rồi, nó báo folder là có rồi ha, nên mình sẽ thử xóa làm lại lần nữa.
tạo folder tên là data. Mình tạo ra một folder tên là read only. Rồi sau đó lúc này mình sẽ thử kết nối bằng cái câu lệnh mount. Thì để kết nối các bạn sẽ dùng câu lệnh là mount -t, là loại kết nối của mình sẽ là network file system. Cái IP này thì các bạn sẽ phải thay thế lại là cái IP của NFS server của mình. Thì trong cái ngữ cảnh cụ thể của mình ở đây thì các bạn thấy là NFS server của mình ở đây nó đang có cái địa chỉ IP là 192.168.255.150. À, chúng ta bây giờ những thông số này mình phải đổi nè. Folder dataset này các bạn, nó chính là cái folder nó có quyền ghi ở trên cái server của mình. Trong ngữ cảnh của mình ở đây nó là set data. Và client này là cái folder data ở bên cái mark lên mình ha. Rồi mình sẽ thử thực hiện. Mình chuyển qua bên cái máy client. Các bạn dùng câu lệnh là mount -t. Các bạn nhập vào cái địa chỉ IP máy mình, tên folder, kết nối vào folder của mình. Thì các bạn thấy là lúc này nó kết nối hơi lâu, nó chính là do cái firewall của cái máy server của mình nó đang mở lên. Mình tạm thời mình sẽ tắt nó đi, mình kiểm tra lại kết nối mau không. Các bạn thấy ở đây mình đã một kết nối mau, kết nối mau tương tự các bạn sẽ là mount -t nfs 192.168.255.150.2.set click only, và các bạn sẽ cho nó kết nối vào trong một folder nó cũng là click only. Kiểm tra các bạn thấy bây giờ ở đây của mình đây nè, nó có hai cái dòng mình đây là tương ứng với hai cái set file của mình. Mình qua bên cái folder set data bên máy server, ở đây hiện tại các bạn thấy là nó đang có cái file tên là test này ha. File test qua bên máy server mình ghi thêm cái nội dung như echo test super file test cap file là mình nhỉ. File test của mình này ha, đang có nội dung là test nè. Thì ở bên cái mark client này mình sẽ thử là kết nối một cái folder data của mình này nè. Các bạn lỡ sự lơ đó bạn nhìn thì bạn thấy nó cũng có một cái file test đó, đúng không, thử cap nội dung nó ra. Nó cũng có chữ test đây. Rồi mình thử ghi dữ liệu vào như là client gì đó ha. Hôm nay thì tùy các bạn làm cái gì cũng được. Xuất phạt test. Rồi qua bên máy server mình kiểm. Mình đem cắt lần nữa. Các bạn thấy là rõ ràng là gì? Tôi đang ghi cái dữ liệu ở máy client, tôi ghi cái dữ liệu vào bên trong đây. Tương tự mình kiểm tra folder read only. Các bạn cũng cd vào read only ha. Hiện tại đây nó đang có một cái file tên là read only. Mình thêm vô chữ gì nữa đi, tên là read only. Rồi mình kiểm tra lại nội dung của file này, các bạn cắt cái read only này ra. Bây giờ mình chuyển qua bên cái máy client của mình, các bạn cd nó vào set read only. Bên máy client này các bạn thấy là nó cũng có cái file đúng không, cắt ra thử nha. Các bạn cắt read only có nội dung đúng không? Thử ghi vào có xem được không? Client ghi nội dung ha. Rồi các bạn xóa đi. Đó. Thì bạn thấy là gì? Do cái mount này của mình đây, mount của NFS mình đây nó chỉ có quyền đọc thôi. Cho nên lúc mà nó báo mình đây nè, cái file system mình đây nó chỉ có quyền đọc. Thì
Thì đến đây thì các bạn đã thử kết nối xong nó gọi là một cách tạm thời rồi. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ mong muốn rằng nó thành một cái file của mình, nó có tính chất cố định. Thì để mà kết nối cố định đó, thì lúc này các bạn sẽ ghi cái nội dung ha, nó vào bên trong cái file etc cái backup. Rồi chỗ này mình sẽ thay thế lại cái IP của này một chút. Rồi, các folder bên đây thì sao? Folder bên mắt là anh này nó sẽ tương ứng là data ha. Bên đây nó sẽ tương ứng là read only nè. Cái này mình ghi là read only ha. Bây giờ mình sẽ ghi cái nội dung này thêm vào bên trong cái file này. Mình chuyển sang cái máy client của mình. Các bạn vi của etc tab fs tab ha. Rồi, các bạn đi xuống cái dòng cuối cùng của cái file này. Xuống dòng cuối cùng của file này. Sau đó mình để cái nội dung này vô. Cái dòng đầu này thì cho bạn biết là cái nguồn của bạn từ đâu nè. Nguồn là từ cái máy NFS server. Kết nối vào bên trong folder nào. Loại format là network file system. Cái option các bạn vẫn để default. Và hai cái option về dump và fsck thì mình không kích hoạt ha. Sau đó mình sẽ file lại. Bây giờ mà lấy trong này có hai cái mao, mình sẽ remove hai màu đi. Một cái là data ha. Rồi, một cái là read only. Mỗi lần mà mình kiểm, bạn thấy các cái mau liên quan tới dịch vụ NFS của mình bây giờ nó đã bị tháo ra rồi. Thì mình sẽ dùng câu lệnh là mau trừ a kết nối lại. Rồi, ở chỗ này các bạn thấy cái đây nó đang có cái lỗi, cái lỗi các bạn thấy rõ ràng là gì? Cái này mình ghi sai rồi nè. Ghi sai ha. Kiểm lại một chút. Ở bên cái máy chủ. Và hai cái folder mình ghi là data và read only. Đây là read only, nó ghi với dấu gạch ngang ở đây. Rồi, kết nối vào data. Mình sao lại. Ở bên này của mình có read only ha, cũng chỉnh cái dấu gạch đứng ha, gạch đứng. Gạch đứng. Rồi, sao lại. Nó lại mau trừ a một lần nữa. Rồi, bạn thấy nó không còn báo cái lỗi này. Cái này chẳng qua là do mình đang ghi cái đường dẫn nó sai thôi. Rồi, mau lại lần nữa mình kịp. Đó, thì bạn thấy bây giờ là khi cái máy mà NFS client của mình nó mở lên á thì các cái ma của mình ở đây nó sẽ kết nối. Được rồi, thì đến đây mình sẽ kết thúc ha, cái bài NFS server. Chào các bạn.